Hôm nay em làm phá lấu bò với heo chung với nhau. Là này là tổ ong, tổ ong đây, còn đây là ruột già, em mua được hai dĩ tổ ong, hai dĩ rồi với hai cái bao tử ha. Rồi em làm phá lấu bò để rồi cái gia vị để nó ngâm giấm, ngâm giấm hoặc là ai có rượu á, muối giấm rượu, là cái xài nào thì xài, cái nào cũng sạch hết chứ. Mấy ống phá lấu bò gồm có những gia vị như thế này là hành tỏi bầm, này là sả cây với gừng để hồi còn mình trộn sơ đó. Rồi đây là quế với đây là cánh hồi, mình dùng cánh hồi làm được mấy cánh thôi. Rồi cánh hồi đây, cánh hồi đó, cánh hồi mình dùng mấy bông thôi được rồi. Rồi đây là bột cà ri, đây là ớt bột màu cho màu nó đẹp á cả nhà. Còn này là ngũ vị hương với bột nghệ. Rồi đây là hai chai nước dừa tươi, nước dừa tươi nè. Rồi đây là hai lon nước cốt dừa đó, chút mình sẽ ướp mấy cái này lại. Mình làm cái ruột già nè, cái này là phải làm cho kỹ nè để thôi nó hôi lắm cả nhà. Mình lấy giấm với rượu nấu ăn với muối, rửa cho nó sạch thật sạch. Đây mấy cái mỡ nè, còn mấy cái mỡ thừa mình lấy ra bớt hết bỏ. Bây giờ người ta làm sạch rồi nhưng mà mình phải làm lại cho nó kỹ hơn. Rồi bây giờ đây là bắt đầu em ngâm gừng băm, gừng băm xong rồi cho bốn muỗng rượu nấu ăn, bốn rồi giấm cũng bốn muỗng giấm. Giấm 4 muỗng rượu, rồi với 1 muỗng canh muối. Mình để đây nha cả nhà. Rồi mình để đây ngâm nửa tiếng nha cả nhà, rồi xong rồi mình mới đó, để gì mình cho nó sạch đó, nó không có mùi tanh. Em bắt cái nồi nước lên để cho nước nó sôi, mình bỏ lòng vô. Ngâm sau 30 phút bây giờ mình vớt ra để ráo, rồi mình bỏ vô mình luộc sơ nó cũng sạch.
miếng sau bỏ vô. Ngâm nãy giờ nó sạch trắng rồi, trắng tươi sạch sẽ luôn. Bây giờ nước đã sôi rồi, sôi rồi bây giờ mình bỏ một cây sả vô, sả cây đập dập, với cho chút xíu gừng vô, một củ hành tây trắng, cho chút xíu muỗng canh muối, cho hai muỗng rượu trắng. Bỏ lòng vô là bắt đầu mình tính là lúc mà nước sôi á, mình tính là 10 phút mình sẽ vớt ra, tính cái lúc nước sôi á. Cánh hồi rang lên cho nó thơm thơm. Đó. Cho nó thơm thơm. Đừng có để cho nó khét nó đắng nha cả nhà. Đường
canh đường. Cái này là mặn là mặn mặn ngọt ngọt, cá lấu là nó vậy. Xong rồi bây giờ bắt đầu mình trộn đều lên. A à, còn cái hộp nha, hộp điều màu, dầu điều màu á mình thắng sẵn rồi, cho vô một muỗng canh, một muỗng canh dầu điều mình thắng sẵn đó, cho nó có cái màu đẹp. Mình để 40 phút cho nó thấm, thấm vô mấy cái lòng mình ở nhà. Mình để khoảng tầm 40 phút hoặc 1 tiếng đó. Bước tiếp theo là đợi cho cái nồi nó nóng rồi giờ mình bỏ dầu vô nha, chừng một muỗng canh thôi. Canh dầu nóng cái dầu lên. Chế nước dừa vô, nước dừa tươi. Nước lọc vô, nước lọc vô mình chán, nước thao nước
tiếng. Nó là để lửa vừa vừa thôi, đừng có lớn quá mà cũng đừng có nhỏ quá, vừa vừa để cho nó sôi lên. Thấm này là hầm chắc cũng đỡ một tiếng hoặc một tiếng rưỡi nha, tùy theo cái độ mình thích ăn nữa. Giòn nó dai á, nó mềm quá không có ngon. Rồi xong cứ để đó đi, ngày nào sôi xong rồi bắt đầu mình bớt lửa nhỏ lại một tí, bắt đầu mình cứ để vậy. Ai có nồi, tại mình có nồi hấp điện á, nhưng mình lấy nấu cái nồi này, mình cứ để cho nó sôi lên chút xíu thì mình phải đậy nắp. Rồi xong rồi, bây giờ nước đã sôi 10 phút rồi, bây giờ mình bớt lửa lại, bớt lửa vừa vừa lại, bớt lửa lại và để cho cho nó mềm khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Rồi em nấu cái này là pha nấu là tiếng 5 phút nữa cả nhà. Bây giờ em lượt cái nước này ra, em đổ em lượt cái nước ra để như sao? Không có để mấy cái xác á. Cho mấy cái xác này nó không có bị cợn á. Hồi nãy mình xào á, mình xào nè, hành tỏi rồi á, với quế với cánh hồi á, nên mình phải lượt ra như vậy đó. Ở nhà thấy không? Rồi em lượt cái này xong rồi em sẽ bỏ lại mấy cái này. Bây giờ em bỏ qua, bây giờ cái nước nó là không có bị lợn cợn nữa. Đó. Bây giờ em bỏ này qua. Bây giờ bỏ này. Nó đã chín rồi. Màu rất là đẹp. Cá lóc, bò heo, tùy theo mình thích nha. Mía bò, tại ở đây cái tiểu bang của em không có cái lá mía đó, nên em làm ruột già với bao tử heo với tổ ong người ta gọi là bao tử bò đó. Của em đã thành phẩm rồi nha cả nhà. Bây giờ em cắt rau để cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Nó rất là mềm ngon lắm cả nhà ơi. Đây là bao tử nè. Cắt mỗi cái một miếng. Thank you.
Em mời cả nhà nha, dùng với em nha. Đây, ngon lắm. Em thử. Ngon, thơm, mà vừa ăn. Cái nước cũng vừa béo. Cả nhà thấy em làm clip này cho em xin một like nha. Em mới nấu lần đầu, cho em ý kiến để em có cái động lực để em làm mấy cái clip sau nữa. Thank you cả nhà.